U60 có nhiều tiền án vẫn từ Hải Phòng vào Nghệ An buôn ma túy. Bùi Văn Thắng từng có 5 tiền án, tuổi đã cao nhưng vẫn khởi xướng việc mua bán ma túy. Thắng cùng đồng phạm đã từ Hải Phòng vào xã biên giới Nghệ An tìm mua ma túy. Ngày 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo và Pá Dê, 44 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, Trần Quốc Dương, 42 tuổi và Bùi Văn Thắng, 63 tuổi, cùng trú thành phố Hải Phòng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ba bị cáo đều có nhân thân xấu. Trong khi Dê từng một lần ngồi tù vì ma túy thì Dương và Thắng có lần lượt 4 đến 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Sau khi trở về địa phương, Thắng ngao du với bạn từng đi tù về. Từ đó, gã đàn ông này biết ở Nghệ An có nguồn ma túy rẻ nên rủ Dương đi mua. Chiều ngày 8 tháng 3 năm 2022, Dương điều khiển xe ô tô chở Thắng từ Hải Phòng vào Nghệ An tìm mua ma túy. Để thuận tiện cho việc vào bản gặp người bán ma túy đã được bạn chỉ trước, Dương đã mua một chiếc xe máy rồi bỏ lên xe bán tải. Chiều hôm sau, Dương tìm gặp Dê, bàn bạc việc mua bán ma túy rồi. Sau khi thống nhất xong, cả hai về lại Hải Phòng, chờ ngày nhận hàng. Để có ma túy bán cho khách, Dê liên lạc với người Lào đặt mua. Ngày 17 tháng 3, Dê thông báo với bên mua đã có hàng và dặn Dương cầm theo tiền vào Nghệ An để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, khi bên mua vào đến nơi thì Dê lại hủy cuộc giao dịch với lý do chưa có hàng. Đến ngày 20 tháng 3, Dê lại thông báo đã có ma túy nên Thắng và Dương tiếp tục vào Nghệ An. Dương đưa cho Dê 260 triệu mua ma túy. Dê cầm số tiền trên đi vào khu rừng phía sau nhà mình mua của người Lào, hơn 1,5 kg ma túy các loại, giá 238 triệu đồng. Sau khi đã nhận được ma túy, sáng sớm ngày 21 tháng 3 năm 2022, Dương và Thắng trở về nhà thì bị công an bắt giữ. Dê cũng bị bắt sau đó. Tại phiên tòa, ba bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Thắng thừa nhận mình là người khởi xướng nhưng không trực tiếp tham gia mua bán ma túy. Theo đó, Dương là người chịu trách nhiệm liên lạc, chuẩn bị tiền để mua ma túy. Bị cáo Dương khai đã cầm cố xe ô tô để lấy tiền mua ma túy. Bị cáo Dê khai nhận trong vụ án này đã hưởng lợi 22 triệu đồng và đã tiêu xài hết. Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt ba bị cáo và Pá Dê, Trần Quốc Dương, Bùi Văn Thắng đều lĩnh án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.